Kể từ ngày 1/1/2022, mức hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 sẽ có sự điều chỉnh. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ là 99.000 đồng một tháng, hộ cận nghèo 82.500 đồng một tháng, các đối tượng khác số tiền hỗ trợ là 33.000 đồng một tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 là 330.000 đồng một tháng, tăng 176.000 đồng một tháng so với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của năm 2021. Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sau khi áp dụng mức hỗ trợ đóng của nhà nước như sau. Hộ nghèo mức đóng thấp nhất hàng tháng khi được nhà nước hỗ trợ là 231.000 đồng một tháng, hộ cận nghèo 247.500 đồng một tháng, các đối tượng khác 297.000 đồng một tháng. Thưa quý vị, mặc dù diện tích gieo trồng lúa của cả nước trong năm qua giảm khoảng 39.000 ha, nhưng năng suất lại tăng gần 2 tạ một ha so với năm 2020. Nhờ đó vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2021 đạt trên 43 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020. Sản xuất lúa tiếp tục xu hướng tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao lên trên 77% để nâng cao giá trị thương hiệu hạt gạo Việt. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89% gạo xuất khẩu đã góp phần nâng giá gạo xuất khẩu lên trên 503 đô la Mỹ một tấn năm 2021. Theo dự báo thì xuất khẩu gạo cả năm đạt trên 3,27 tỷ đô la Mỹ. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương cho biết, Cục Bảo vệ thực vật vừa cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu cho 20 vùng trồng rau của tỉnh. 20 vùng trồng rau của tỉnh Hải Dương được cấp mã số với tổng diện tích 163 ha, trong đó có 13 mã số cho vùng trồng cà rốt với tổng diện tích 128 ha và 7 mã số vùng trồng cải bắp với diện tích 35 ha. Năm 2020 và 2021, tỉnh Hải Dương đã được cấp 142 mã số vùng trồng trái cây gồm vải, nhãn, chuối, dưa hấu và thanh long đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và 76 mã số cho cơ sở đóng gói xuất khẩu.